Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh đó, thì hãy đăng ký kênh nha các bạn Để cập nhật được những video về hoa tết Thời gian tới thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bông vàng thọ nè, trồng hoa sống đời nè, trồng hoa màu gà nè. Các bạn đăng ký kênh để mà cập nhật được ha. Những cái năm vừa qua thì mình cũng đã giúp cho rất là nhiều bạn đã có một cái mùa Tết mà có một cái màu hoa rất là đẹp nha mọi người. Các bạn có thể là xem lại cái video trước của mình để mà hiểu ha. Thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho các bạn về cái thời điểm mà để mà trồng cái sống đời dành cho những cái người bạn mà đăng ký mới thôi. Còn những cái người bạn đăng ký cũ của mình chắc chắn là họ đã biết rồi thì hôm nay thì mình sẽ nói cho các bạn biết là cái vấn đề đầu tiên đó, đó là cái giá thể tại vì cái giá thể này nó rất là quan trọng tại vì nó có thể là trồng được cái hoa sống đời nè cũng như là cái hoa màu gà cũng như là bông dạng thọ nha các bạn thì như hình ảnh các bạn đang xem ở đây thì mình đang sử dụng là cái giá thể đó chính là cái tro đen và cái tro trấu của mình nha các bạn ha và cộng với cái rơm mục và ở đây thì mình có thêm cái tiêu đặc ma khi mà mình ủ nha mọi người thì ở đây thì có nhiều bạn sẽ là sử dụng thêm dôi cũng như là lân các bạn nhưng mà các bạn mà khi mà sử dụng cái giá thể mà có cái trico đặc ma thì mình khuyên các bạn là không nên sử dụng cái đó ha tại vì khi mà mình sử dụng vô với lân với trico đặc ma thì cái trico đạt ma của mình á là nó sẽ bị mất tác dụng thì do đó thì mình chỉ một là chứ nếu như là chúng ta sử dụng vô và lân á thì chúng ta sẽ không có sử dụng trico đặc ma nha mọi người ha rồi thì đó là phần giá thể để mình nói sơ sơ các bạn có thể là xem lại video trước của mình Mình chia sẻ cho các bạn là 1.000 chậu là cần bao nhiêu giá thể luôn đó thì các bạn có thể là xem lại Rồi bây giờ thì mình sẽ vào cái nội dung chính là cái thời gian mà để mà trồng cái hoa sống đời này nè Thì đối với cái thời gian các bạn thì nó sẽ rơi từ là tháng 6 âm lịch nha mọi người ha Cho đến là đầu tháng 7 hoặc là giữa tháng 7 cũng vẫn được nha mọi người Các bạn cứ trồng thoải mái Tại vì á, cái thời gian mà để mà cái hoa sống đời của mình các bạn mà nó ra hoa nó ăn thua vào mình cách mình mình xử lý thuốc nó và cái thời gian mà xử lý thuốc các bạn đó sẽ rơi vào là đầu tháng 10 hoặc là giữa tháng 10 âm lịch của mình nha mọi người ha mọi người xử lý thuốc vào cái thời điểm đó thì bông sáng đời của mình á thì nó sẽ là ra bông đúng ngay cái dịp tết đó thì đó là cái thời gian mà để mình xử lý thuốc cũng như là cái thời gian trồng mình muốn chia sẻ cho mọi người thôi và cái phân để mà bón cho cây sống đời này nè mọi người thì đó là mọi người nên sử dụng cái những cái dòng phân mà hữu cơ nó như ví dụ như là đạm cá hồi hoặc là bánh dầu ở những cái thời gian đầu mà khi mà mình đã xử lý mà cho nó ra bông rồi đó, thì các bạn có thể là sử dụng cái phân hóa học thì ở đây thì mọi người có thể là sử dụng cái phân là 20 15 ha đó là cái phân truyền thống mình hay sử dụng luôn đó khi mà nó ra bông rồi thì mình mình mới là nên sử dụng cái đó hoặc là mình có thể mình tưới bánh dầu liên tục cũng vẫn được nha mọi người ha tại vì cái phân hữu cơ đó, thì nó rất là tốt cho cái sống đời của mình và cái loại thuốc mà để mà xử lý mà cho nó ra bông các bạn thì ở đây thì mình mình hay sử dụng á, một á, là thằng atonit mà cộng với thằng power f 95 mươi nó mình cộng hai cái loại thuốc đó để mình xịt ép cho nó ra bông nha mọi người và ở đây thì mình rất là kỹ nha mọi người ha video á, là mình quay cho các bạn xem nè đều có một cái miếng bạc nó nằm bên dưới để mình để cái chậu lên cái chậu mà có cây sống đời nè cái nguyên nhân mình làm như vậy các bạn là do cho cái vi khuẩn ở bên dưới các bạn nó không có tấn công lên mình đỡ cái tiền thuốc để mình xịt những cái bệnh như là à, cái bệnh là bông gòn nha mọi người ha ở trên sống đời này các bạn nó hay bị bệnh cái này lắm thì bạn có thể là bạn sử dụng thằng ALS hoặc là thằng Rirumin để mà các bạn phòng ha rồi thì hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn về cái giá thể để trồng cái sống đời tết nè cũng như là cái thời gian mà để mà trồng cái sống đời luôn cũng như là cái thời gian để mình xử lý thuốc và những cái loại thuốc gì thì mình cũng đã nêu cho các bạn luôn thì bạn có thể là bấm đăng ký kênh và bấm like cái kênh của mình để thời gian tới thì mình ra những cái video mà trực tiếp á, cho các bạn cùng xem ha video này thì mình làm nó hơi sớm để cho các bạn nào mà không biết á, thì các bạn có thể là nắm và các bạn có thể là trồng ha cho nó đúng cái dịp tết của mình rồi chúc các bạn được thành công ha